Em xin chào cả nhà nghe, và xin chào và toàn thể và anh chị em thân mến và chính trang mà YouTuber của Mỹ Trứng một buổi chiều và chẳng đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên đời thân. Hôm nay thì em chia sẻ cho mấy anh chị em về thiền âm bên bờ và vũ trụ. Em thì cũng có đôi lời thì em cũng mà chia sẻ luôn và đến và thiền âm bên bờ và vũ trụ những ngày qua cho mà mấy anh chị em mình, và em cũng nói về đến mà một người vậy. Hiện bây giờ thì trong thiền âm bên bờ và vũ trụ thì nam chú tiểu và những các chị thầy và thầy ông nội trong từ mà thiền âm bên bờ vũ trụ á, thì họ sống rất là tốt, họ sống rất là vui vẻ, họ sống rất là an nhàn, không có chuyện gì nói chuyện hết. Hiện bây giờ là thầy Hoàng Nguyên và thầy Nhất Nguyên và những các sư côn dũng bây giờ là họ đang mà cố gắng hết sức, họ đang mà nuôi hai đứa trẻ này thì cho ăn và cho uống và cho mà sữa hả, cho mà uống sữa và chăm sóc chung chổng rất là nó tận tình. Thì những ngày qua thì á, trong mà thiền âm bên vào vũ trụ á, là đã bỏ ra công sức rất là nhiều, đã dạy cho mà năm mà chú tiểu này học rất là khôn, học rất là ngoan và chăm chỉ. Và cái thứ hai thì cũng nuôi thì hai bé sơ sinh này mới đây thì nó rất là tốt, nó rất là yên ấm hả, mọi người xung quanh thì ai cũng biết hết, thì rất là nó đàng hoàng. Trong tỉnh Thất Bồng Lai thì những người mà trong chổng mấy vậy, họ sống rất là hòa giải, họ sống rất là hòa đồng với mà mọi người xung quanh, họ thương những mấy người xung quanh rất là nhiều và cũng giúp đỡ cho và những người xung quanh ở gần sớm và người dân ở đó, và người dân ở gần đó đó họ biết trong tỉnh Thất Bồng Lai sống ra sao như thế nào, bao nhiêu năm ở gần đó thì người dân ở mà Long An á, ở gần đó đó họ biết rất là nhiều. Và em cũng nói mà đây thì những mà ngày qua thì trên mạng xã hội và trên mà cá nhân khác thì họ đứng lên, họ xúc phạm trong tỉnh Thất Bồng Lai, họ bôi nhọ trong tỉnh Thất Bồng Lai và họ bôi nhọ mà các chư thầy và những các mà chú tiểu á, thì á mọi chuyện đó là nó hoàn toàn là nó xấu xa. Có người mấy chị ăn ghen nó tức ở, họ muốn mà chà đạp, bởi vì họ không làm những chuyện gì là nó đúng hết, đi hoàn toàn nó sẽ cháy. Những mấy người đó là người là hoàn toàn là người xấu. Em cũng mà yêu cầu mấy anh chị thì cũng mà xem đi xem lại cho đúng mà cái sự thật, đừng có làm chuyện gì mà nó hoang mang quá, thì nghe lời heo bọn xấu à. Bây giờ thì em cũng nói như thế này, dụ trong 50 người á thì vào chùa thì đập phá trong mà tỉnh Thất Bồng Lai á, thì gần đây thì cũng rất mà nhiều bạn trong nước và những bạn bè trong nước thì họ rất là quan tâm. Và dụ mà 50 người này thì 50 người này thì cũng đang mà chuẩn bị mà điều tra và nó xử lý ra đem ra trước mà hành vi mà của pháp luật Việt Nam đó. Bây giờ em hỏi mấy chị nè, chuyện này là chuyện của mà gia đình của Diễm My, cha của Diễm My, nhưng mà để cho gia đình Diễm My á đi xuống tìm con, vào trong chùa hỏi các chị hàng giọng đó. Hỏi các chị hàng giọng á, nếu mà có con tôi ở đây không thì cho tôi gặp con tôi, thì tôi cũng mà kêu con tôi về đó. Thì đưa con tôi về, nếu mà con tôi thôi mà không về á thì tôi sẽ mà làm việc cái mà bên mà chỗ cơ quan chức năng thì cho Diễm My về đó. Thì cái đó là chuyện của gia đình của Diễm My là đúng đúng không mà mấy anh chị. Còn mà vụ mà 50 người kia thì hoàn toàn đó là nó không có mà dính dáng gì á mà trong mà gia đình của Diễm My hết, tại vì là đi heo thôi. Như đi heo á là có hành vi á là nó mà gây mà nó bạo động, nó mà xô xát trong giọng và dẫn đến và gây và thương tích và cho mà các chư thầy chống mà nó 50 người đó đó thì vào trong chùa thì lục đồ lấy đồ, có khi mà là mất tiền ông chổng, mất đồ ông chổng đó. Có mà một người đàn bà, mấy anh chị, có một người đàn bà bịt mặt với một người đàn ông cũng bịt mặt xô xát ông chổng và cũng lấy mà cái miếng gạch gì đó thì cũng mà chọi vào hay đỡ mà gây thương tích cho mà trong các sự hạn trọng á. Có một sự hạn trọng là bị thương là ngay chân cái mặt đó. Là bị thương ngay chân mặt đó.
họ họ làm như vậy là hoàn toàn là nó không đúng đó. Họ làm như vậy là nó không đúng nha mấy anh chị. Nhưng mà chuyện này á, thì á, để cho bên mà gia đình Diễm My thì người ta vào người ta tìm, nhưng mà 50 người đó, đó họ là họ 50 người đó đó, đó họ là không có dính dáng gì chân trong gia đình của Diễm My chân á, là em nói thiệt luôn. Nhưng mà họ xông vào nhưng mà không được cho phép ở bên các chư thầy, và không được cho phép những các mà chư hạng trọng vào trong chùa, mà tự động đi vào và xô xát giỏng tự động. Bây giờ em hỏi mấy chị nè, có người lạ nào đó và có những người nào đó mà tự động mà đi vào chùa hay là vào trong nhà gỗ mà mấy chị á, rồi mấy chị nghĩ thế nào, rồi mấy chị cho không, hay là mấy chị là có cái hành vi nào đó là mấy chị là nó gài cửa, nó là nó đóng cửa lại không cho vào đúng không? Bây giờ thì 50 người này thì em cũng là đang chờ đợi, thì cũng là bạn bè trong nước và ngoài nước thì cũng mà đang xử lý ạ. Cũng đang mà nó điều tra về ngoài mà xử lý là 50 người này. Đó, thì cũng gần đây thì cũng mà có một bà đeo khẩu trang, với ông đeo khẩu trang thì cũng gây thương tích cho mà tỉnh thất vọng đây, thì những các sự hạng giọng đó thì em cũng mong cầu là cơ quan chức năng thì cũng điều tra và làm mà nó sáng tỏ trong vụ này, thì lấy và cũng lấy lại cái sự mà nó công bằng đó. Lấy lại sự công bằng cho mà cái tỉnh thất vọng đây, và lấy lại còn mà sự công bằng cho mà sư thầy bị gây thương tích rồi. Bây giờ thì em cũng nói trong này thì em cũng nhắc đến mà một bạn mà tên là Phi Thiên Ăn. Mấy anh chị thì cũng đã có biết là bạn Phi Thiên Ăn này nè, mấy anh chị đi lên á, xúc phạm trong tỉnh thất bồng lai này những ngày qua rất là nhiều. Nhưng mà em mới xem video hôm qua thì á, em nghe cũng nói thấy là nó mà phản ánh rất là nhiều. Mà bạn Phi Thiên Ăn á, bạn nói thế này: mấy người tu trong tỉnh thất Bồng Lai á là giả chọc giả sư lừa đảo. Mà bây giờ mấy anh chị nghe mà bạn theo mà Phi mà Thiên Ăn này nói nè, mà nó suy nghĩ như nó thế nào. Bây giờ là mình nói cũng cho bạn mà Phi Thiên Ăn nghe nè, như thế này: bạn có biết mà trong tỉnh thất Bồng Lai á, những ngày qua người ta bị mà thiệt thòi rất là nhiều không, người ta bị nặng những cái gì không, mà nói mà cái tiếng tăm trên mạng không hả? Rồi còn bạn á, đứng lên bạn xúc phạm người ta nữa, bạn thấy hoàn toàn như vậy á, bạn đi con đường bạn á là nó sai trái á, càng đi thì nó càng sai, mình nói thiệt luôn nha. Đừng có nên mà nghe lời theo ai đó và xúc phạm người ta. Bạn làm như vậy bạn đúng đâu, bạn có đi lại gần mà trong tỉnh thất Bồng Lai không, ở gần đó không, bạn bạn có tìm mà hiểu mà nguyên do không hả? Khi nào mà đi lại gần á tỉnh thất Bồng Lai á, tìm hiểu nguyên do những người dân trọng á, thì bạn mà mới mà nói chuyện ha. Đó, đừng có mà ở nhà nghe lời heo ai đó mà đứng lên và đi heo đâu và chửi người ta, thấy như vậy hoàn toàn là nó không được đâu, cái đó là mình nói thiệt á. Nói chung á, mình là con người, mình cũng có mà lòng thương, mình cũng có lòng mà quỷ tha, mình cũng có cái đầu và cái óc và nó suy nghĩ như thế nào, và tìm hiểu nguyên do cho đúng sự thật. Đừng có mà làm chuyện như vậy nữa, người ta không có hết đâu, mình nói thiệt luôn á. Bây giờ thì em cũng nói như thế này: mấy anh chị nào và có thương mà năm mà chú tiểu á, trong tỉnh thất Bồng Lai á, và có thương mà những các chị em trọng á, những ngày qua á, họ đã bỏ ra công sức rất là nhiều, họ giúp đỡ cho những mà mấy người dân ở những mà mấy mấy người dân á, mà trong đó đó, đó. Thì với mà bỏ ra công sức dạy cho năm chú tiểu mình thì đóng mà thách thức trên thầy cũng rất là hay, và dạy cho mà pháp tâm thì đóng mà một bộ hy là phật hành đạo nữa thì cũng rất là hay. Và cái thứ ba thì những mà sư cô, những mà mấy người trong mà tỉnh thất Bồng Lai á, nói chung thì là rất là nhiều á, thì em nói thì không có hết.
họ bỏ ra công sức rất là nhiều, họ nuôi cho mà hai đứa trẻ sơ sinh, họ nuôi mà hai con bé trẻ sơ sinh này nè cũng mới đây nè, thì cho ăn cho mặc cũng cho mà uống sữa và chăm sóc và cho mà ăn cháo sữa thì cũng rất là nhiều, mặc áo ấm rất là đẹp bạn, họ là cũng rất là người tốt đó mấy anh chị, em nói thiệt luôn. Mấy anh chị thì đừng có nhưng mà tin theo mà một chiều hướng nào đó mà đứng lên mà chuyển ra, em thấy hoàn toàn nó không đúng. Nếu mà mấy anh chị muốn biết á thì á mấy anh chị đi đi lại đến chỗ tận tình tận nơi, đừng có nghe lời theo mà một chiều hướng nào đó mình ghét người ta, là cái đó là không đúng luôn anh chị, em hiểu luôn á. Bây giờ thì mấy anh chị nào và thấy và video này của em mà nói trong mà thiền âm bên bờ quả chủ thấy mà đúng và hay sai thì mấy anh chị cho em lại và nó nhận xét và nhớ và nhấn nút và nó đăng ký cho em nghe, và để cho em lại bình luận ở dưới trong mà câu chuyện là thiền âm bên bờ và vũ trụ á. Em cũng mong cầu rằng những cơ quan chức năng thì họ cũng điều tra và sớm nhất và đưa vụ án và 50 người này đi ra mà pháp luật và đang xử lý cũng phạt . Em cũng mong rằng thì mấy anh chị thương yêu 5 chú tiểu trong tỉnh đất Bồng Lai đó, và cũng cầu cho mà trong mà tỉnh đất Bồng Lai này thì được mà yên bình yên ấm và sống hạnh phúc với bao la với mọi người những ngày qua mà cũng còn lại mà nó mà còn lại, và cũng chúc em cũng mong cầu rằng 5 chú tiểu này cũng là mau ăn chúng lớn lớn lên thì cũng rất là giỏi, học giỏi và diễn hài cũng rất là hay . Em chào tạm biệt và mấy anh chị nhé, và chào toàn thể và anh chị em mà trên trang mà YouTuber của ông Tấn thầy cũng đón xem và video của em cũng mà xin chào . Chào cả nhà .